Hello, chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Một ngày ở chỗ các bạn là như thế nào nhỉ? Còn đây, mình sẽ quay cho mọi người coi một ngày yên bình của mình là như thế nào nhé. Bỏ xa những ồn ào tấp nập, tiếng xe cộ tới lui, tiếng hối hả bon chen. Thì cuộc sống yên bình của mình là như thế này này mọi người. Mình được hít thở không khí trong lành, được nghe tiếng chim hót líu lo vào mỗi buổi sáng, đón những ánh nắng mặt trời tinh khiết nhất, không khói bụi, không ồn ào. Không khí trong lành là thế, yên bình là thế, nhưng đôi lúc mình cũng ao ước cuộc sống thành phố đầy đủ. Đôi lúc mình thèm bon chen, thèm mệt mỏi và thèm những bữa ăn ngon trên thành phố các bạn ạ. Mình cũng từng sinh ra và lớn lên tại một thành phố tấp nập, nhưng sau này lớn lên rồi mình lựa chọn cách lên trên này lập nghiệp và sống một cuộc sống bình dị. Cuộc sống ở đây thì khác xa với thành phố bon chen, rất chặt người đông. Đổi lại thì bốn bể là rừng, cả một bầu trời là một màu xanh biếc của cây cối, của rừng rậm, nhưng bất cứ một ai nhìn vào cũng đều nhẹ nhõm và yên bình đến lạ kỳ. Nếu một ngày nào đó bạn mệt mỏi với cuộc sống bon chen, muốn có một nơi yên bình để chút bầu tâm sự, hãy gọi cho mình nhé. Mình sẽ đưa bạn đến những nơi mà bạn có thể chút bầu tâm sự của mình mà không cần để ý tới ánh mắt của người khác, nơi mà bạn có thể tĩnh lặng để nhìn lại cuộc sống của mình. Cuộc sống mà sẽ cần có những lúc mình tĩnh lặng để nhìn nhận tất cả mọi chuyện trước khi mình trở về cuộc sống nhộn nhịp đầy áp lực này nhé. Thôi không vòng vo với mọi người nữa nè. Hôm nay ra vườn mình hái được một ít lá lốt rất là ngon. Tự nhiên mình lại thèm món thịt bò cuốn lá lốt các mọi người ơi. Bèn hái một ít lá lốt về, sau đó mình sẽ làm món thịt bò cuốn lá lốt để cùng ăn nha mọi người. Mình là người không khá giỏi nấu ăn đâu mọi người ạ, nhưng đôi lúc thèm thì cũng phải tự lăn vào bếp mà đúng không? Nào mọi người cùng chuẩn bị với mình nha. Mình nghĩ rằng món này thì khá là đơn giản, nhưng nó sẽ đơn giản với cách nấu của mỗi người nha mọi người. Đối với mình thì mình không giỏi nấu ăn, nên mình chọn cách nấu nào đơn giản mà dễ ăn nhất nha mọi người. Và cũng tùy thuộc vào từng khẩu vị của mỗi người nha. Vì ở đây là vùng quê, mình chọn lựa những cái nguyên liệu nó sẵn có và dễ tìm kiếm nhất. Lá lốt cuốn thịt bò thì không thể nào thiếu thịt bò rồi đúng không mọi người? Nhà mình thì ít người, chỉ có hai vợ chồng thôi, nên mình cũng nấu vừa ăn. Mình dùng thịt bò băm và thịt heo băm nhuyễn trộn chung với nhau, như vậy thì sẽ không bị khô, ăn nó sẽ có vị béo mềm hơn nha mọi người. Đó, sau khi mà băm nhuyễn thì mình sẽ cho thịt bò ra cái tô riêng và tiếp tục băm thịt heo nè mọi người. Thịt heo thì mình cũng băm nhuyễn và sau đó trộn chung với thịt bò luôn nha. Đó, sau khi mình dùng sức băm một hồi thì miếng thịt nó cũng đã nhuyễn ra rồi mọi người nè. Băm thêm một xíu nữa thôi thì mình sẽ cho vào tô và trộn chung với thịt bò nha. Đó, xong rồi nè mọi người ơi. Mình tách ra một phần thịt heo để chút nữa nấu canh nha. Còn lại thì mình cho hết vào tô. Mình sẽ chuẩn bị thêm một ít lá hành nè. Mình sẽ băm kèm lá hành và lá lốt luôn nha, để cho dậy mùi thơm trong từng miếng thịt luôn nè. Sau khi đã băm nhuyễn hành lá lốt thì mình sẽ đập tỏi và hành khô nha. Mình nghĩ rằng các bạn trên thành phố sẽ không có nhiều thời gian để nấu ăn, bởi vì các bạn còn phải chạy đua với cuộc sống trên tấp nập mà đúng không? Mình thì không giỏi nấu ăn, nhưng đôi lúc mình cũng thích những giây phút ở trong bếp, có thời gian chuẩn bị cho gia đình những món ăn mà mình yêu thích. Tuy là nó sẽ không ngon bằng nhà hàng được, nhưng nó bằng cả sự chân tình và cố gắng mỗi ngày đó mọi người ạ. Vì vậy nếu có thời gian cho gia đình thì các bạn hãy dành thời gian đó đi chợ, mua sắm và sau đó nấu ăn cho gia đình mình các bạn nhé. Nhìn người thân của mình, người mình yêu thương cùng nhau quây quần bên mâm cơm, thưởng thức những món ăn do chính tay mình nấu, vui vẻ và hạnh phúc. Thật sự đó là giây phút rất là đáng quý đó mọi người ạ. Mọi người nhớ nêm gia vị vào cho vừa ăn nhé. Mình đập thêm một trái trứng vào để cho thịt và tất cả các gia vị được hòa quyện vào nhau. Sau đó là mình đánh đều hỗn hợp lên mọi người nha.
Mình nghĩ rằng đây là một công thức rất là đơn giản, dễ làm, mà thành phẩm thì rất là ngon mọi người nha. Sau khi đã trộn đều thì mình cùng nhau mang đi gói nào. Mình thì không khéo tay đâu mọi người ạ. Và nguyên liệu dùng để quấn thì mình dùng bằng lá lốt luôn nha mọi người. Khúc này thì mình làm không được khéo nên mọi người đừng chê nha. Tuy là hơi xấu ấy, nhưng mà ăn vào rất là ngon đó mọi người ạ. Đó, vậy là gần xong rồi mọi người nè. Quấn lá lốt thì mình không cần quá cầu kỳ đâu mọi người ạ. Chỉ cần là đừng để cho nó bung ra ngoài là được thôi. Và mình chọn những cái lá lốt nó to và nó không bị rách nha mọi người. Như vậy thì nó sẽ không có bị rớt ra ngoài đâu. Sau khi quấn xong thì mình có thể mang đi chiên hoặc nướng đều được nha, đều rất ngon. Tên tên tên, đây mọi người ơi, thành phẩm của mình nè. Ở đây thì mình không nướng mà mình chọn phương pháp là chiên nha. Nhìn nhiều dầu như vậy chắc là nhiều bạn sẽ nghĩ là rất là béo, nhưng mà không béo đâu. Lá rốt sẽ không hút dầu mà ngược lại là ráo dầu sẽ rất là nhanh. Mình chiên bằng dầu thì nó sẽ đỡ bị khô hơn nha. Đó, mọi người nghe tiếng nổ là xẹt không, dầu sôi đấy, chuẩn bị một cái mùi hương từ lá rốt dậy lên. Khúc này thì thơm không thể tả được mọi người ạ. Mình cho lần lượt từng miếng vào nha. Chiên cái này thì nó sẽ không mất thời gian của mọi người quá nhiều đâu ạ. Cái tiếng dầu sôi thôi mà cũng đã cái tai luôn nè. Đó, và mình cứ cho lần lượt vào. Trong dầu sôi như thế này thì sẽ rất là nhanh chín. Chu cha, tới cái bước này là tao nói nứt cái mũi luôn đó. Mình rất là thích nghe mùi thơm từ lá lốt này. Không biết các bạn có thích mùi này không nhỉ? Mình để chiên vài phút và sau đó là trở đều như thế này nè. Chờ nó vàng đều là ok mọi người nhé. Và đây, tới lúc nó đã được nhuộm màu vàng giòn bóng lộn rồi. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Món này thì cực kỳ kích thích vị giác luôn nha. Mùi thơm thì cực kỳ là đặc biệt luôn này mọi người, đầy chất dinh dưỡng nữa nha. Nếu một hôm nào đó bạn không biết nấu món gì thì cùng nhau thử món này nhé. Đảm bảo rất ngon và lạ miệng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và đừng quên bấm like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Thank you.